Lá già thì trước sau cũng đổ, để lá non thay đổi trên cành, hết đời trước tới đời thanh. Lực đào thải ấy đã đành từ lâu, thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, con người lại được sống lâu. Hồi đó đất bằng vàng thảo mộc bằng châu mà quả địa cầu nó còn tốt nữa. Rồi bây giờ đó trong khoa học mới nói sau này để nó có lũng hay là nó có hư đâu đó để giá. Anh em ta hỏi chứ Bảy Thiện ơi giá được không? Tôi nói giá sao được giá. Ví dụ như bây giờ cái áo mình nó còn mới đó, mà lỡ đi nó có móc rách đó, mình có thể giá, mình có thể mạng lại. Còn cái áo mình mặc chừng 8 năm rồi, nó như cái nùi dẻ rồi còn giá nữa không? Dòng đụng tới đâu nó sức tới đó giá nữa không? Cái ghe của mình mới sắm đó, nó còn mới đó, mình lỡ chạy mà nó gướng nọc, nó bị tai nạn, mình còn giá, mình đục ra mình giá chiếc ghe phải không? Bây giờ nó 1 triệu rồi, giá gì nữa? Đưa cái đục vô, đục cái bịch cái nó lủng cái lỗ tàn hoàng thêm nữa chứ giá. Giá ngày nó tiêu luôn á chứ đừng nói giá, phải không? Vậy bây giờ thưa với cô bác anh chị em mình, khoa học nó đoán đó, hồi năm 2007 là nhà khoa học nó công bố đến năm 2050 là những tảng băng ở Bắc Cực sẽ tan chảy hết suốt biển, nước biển sẽ dâng cao. Mà bây giờ đó khoa học nó đoán đó hố 40 năm. Hiện bây giờ là tất cả các tảng băng đều đi xuống biển hết trơn toàn bộ. Nó tan trước trong thời gian đó là 40 năm như vậy đó cô bác anh chị em. Cho nên vừa qua đó, một thành viên của nhà dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh là bác sĩ Bùi Việt Hoàng có công bố lên trên đài luôn cô bác anh chị em. Cái khí thải đó mà để làm cho nóng cái quả địa cầu đó, một là về nhà máy, cái thứ hai xe cộ, phương tiện đường thủy, nó chiếm đó là 17%. Mà bây giờ đó về tình hình chăn nuôi, giết chóc thịt con này con nọ mà ăn đó, cô bác mình biết là bao nhiêu biết không? 51%. Vậy thì bây giờ có nguyên nhân chính là về cái vụ mà ăn mặn. Ông nói đó, cái kẻ sát thủ đầu tiên tức là con dao sắc thịt. Đó là sát thủ đầu tiên, nó có thể giết con người, kẻ giết người đầu tiên là nó đó cô bác. Cũng như bây giờ trong cái nhà đó mà nó ba đốm lửa nó phát lên, đốm lửa lớn, đốm lửa vừa vừa, đốm lửa nhỏ, cái người ngu giờ người ta cũng phải biết dập tắt cái đám lửa lớn trước nữa. Vậy thì bây giờ đó, cái ngành chăn nuôi đó, ông kể 1 ký thịt bò như vậy là phải tốn 30 ký ngũ cốc, tức là lấy 30 ký rau cỏ, dưa leo, hủ qua đồ này kia, thức ăn mới sản xuất ra được 1 ký thịt bò. Vậy bây giờ một người ăn 1 ký thịt bò cũng như là dành ăn của 30 người. Cô bác mình thấy không? Ổng tính ông nói bây giờ còn 1 tỷ 200 triệu dân ở trên thế giới Rumani rồi Đông Phi, Châu Phi, bây giờ người ta đang đau khổ. Mình ăn chay được một ngày là dành riêng ra gần mấy triệu tấn gạo. Trong một nước Việt Nam mình là mấy triệu tấn gạo để mà cứu đói cho những người ở bên ngoài. Vậy thì bây giờ ông kêu gọi, ông nói đó, ngày xưa đó Lê Lợi nè, Nguyễn Trãi nè, ông xả thân, ông cứu chỉ cho một nước Việt Nam thôi. Vậy đó mà con người còn xưng danh ông là một bậc anh hùng. Bây giờ ngày nay mình chỉ có ăn chay thôi mà cứu luôn cả quả địa cầu 200 nước trên thế giới, vậy có phải xứng đáng là bậc anh hùng hay không? Có người than với tôi, cô bác, chú Bảy ơi, tôi nghe đĩa của chú tôi thích tu lắm, nhưng mà ngặt cái tôi ăn chay không được, ở trên đó thịt thà đồ này kia quá chừng rồi làm sao mà tu được. Cười xà khắc tục, muốn thành tiên cũng muốn công danh cũng muốn tiền, thịt cá đầy bàn thê thiếp đủ, làm sao hồn phát được nên tiên. Hai bên bên nào cũng muốn hết trơn á, một tay nắm cánh hoa sen, còn một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Hai bên nó xé một cái, một tét làm hai, không về đâu được chứ. Cậu mới nói bây giờ có cách nào không chú Bảy, chú chỉ cho con, đã con ăn chay được là con tu. Tôi nói nếu cô lại đây đi, tôi chỉ cô ăn chay không được đấy, tôi chịu cái gì cũng được chứ. Phải ở đây mới được. Vậy chứ ở nhà thịt cá hoài, ăn sao được.
Lời đây tôi cho ăn ba cái rau muống với mít hoài giết rồi cái tôi bỏ đói hoài rồi tôi cho ăn rồi ăn không ăn gì cũng phải ăn. Bây giờ tôi cho tự lực, bởi vì cổ đã có cái tâm đạo sẵn rồi. Mà cổ tới đây là cổ toàn là nghe đạo, tối ngày tôi cứ nói đạo hoài, tôi đợi cho chừng nào cổ đói thiệt là đói đó. Tôi đưa ra mít kho ăn cũng ngon nữa, đừng nói. Đó là dùng phương tiện cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi nói bây giờ cô tu tự lực nói cô cầu tha lực đi. Cái kiếp này mình ăn chay không được, cái nghiệp nó đòi đó. Tôi bảo đảm với quý vị mình luôn, nếu ai ăn chay không được, đây cũng là một cái bài học đây. Do cái nghiệp trong hiện tại và tiền kiếp mình sát sanh nhiều quá. Bây giờ đó mình về đó, bữa nào đó mình chọn ngày lành tháng tốt đi, mình nấu mâm cơm chay mình trình với cửu quyền thất tổ. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, con tên họ gì đây, con phát tâm phát nguyện ăn chay nhờ Phật tổ Phật thầy cửu quyền thất tổ gia hộ độ cho con được mạnh lành tu hành cho đến ngày viên mãn. Đi ra ngoài chợ gặp cá mua phóng sanh, bên đây mình vừa cầu nguyện với cửu quyền, bên đây mình vừa gặp cá mình phóng sanh mình thả. Tôi hỏi chứ mai mốt cho mình nằm mình suy nghĩ, dòng cá bây giờ mình gặp nó mình thương quá mình mua mình thả mà ăn làm sao đành mà ăn. Cũng như thầy nói cái câu nè, thầy nói muốn trừ tham phải liệu cách nào nè. Đó, cái đó mới là căn bản, cái đó mới là đặc biệt đó. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí giết lòng ích kỷ. Bây giờ mình bố thí rồi mình còn tham của người ta không cô bác? Làm gì có vụ tham của mình mà mình còn bố thí mà làm sao tham được. Còn mình bây giờ mình phóng sanh gọi thời gian sao mình còn ăn nữa không cô bác? Làm gì ăn được, mình gặp nó mình thương muốn chết, mình mua nó mình thả mà làm sao mà ăn được. Bảo đảm 100%. Còn nếu cái người nào đó thường lợi cúng kiến đó, thường lợi mà vô ngồi niệm Phật đó mà bị ngáp, bị ngủ gục, bị gỡ ngốc gương mình, cô bác mình về đó nghe lời của tôi đi. Cái đó là do cái duyên nghiệp nó đòi đó cô bác. Cứ thẳng thắn trình với cửu quyền thất tổ Phật thầy quay linh của Đức Thầy gia hộ độ cho con niệm Phật cho tan chướng nghiệp, cho hết tất cả các nghiệp duyên, thỉnh nước cúng của Phật, một số uống còn số rửa mặt, từ đó sau cặp mắt sáng trưng, long lanh không còn cái cũ. Ngồi gì đâu mà héo queo cũng như sen mà gặp nắng. Đặc biệt luôn. Cái điều đó là điều đặc biệt. Quý vị mình về làm đi, không còn nữa. Quý vị nào mà lợi ngay trên cái bàn thờ hễ nghe hơi nhang là ngáp ngáp nước mắt lên, nó nghe bù non bù nước hết trơn. Cái đó tại nghiệp duyên đầu nhiều. Về làm như vậy đi, rửa mặt rồi từ đó sao sáng chân. Cúi nhờ nước ma ha mát mẻ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng liền. Suối tiền thánh đổ ra cuồn cuộn, tràn rủ lòng gieo giống mới nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Cho nên bây giờ mình muốn vô tu rồi, nghiệp duyên nó đòi, nó lôi, nó kéo mình ra. Cũng như hồi đó mình đi nhậu với nó, bây giờ mình lỡ cửa hàng nó phái, mà lỡ cửa chùa nó không cho, nó nắm nó kéo mình ra. Nó nắm nó kéo mình ra đó. Mà mình không ra rồi từ từ nó sẽ xa mình. Chắc ăn 100%. Vậy bây giờ nếu ai ăn chay không được, về làm y gan cái công thức của tôi đi. Ăn chay được liền, bị tôi nè tôi biết. Hồi đó tôi ăn chay 2 ngày ăn không được mà. Tôi nói thiệt với quý vị mình luôn, sau này quý vị mình đó, không có tôi xù xì, hỏi mấy chị mấy anh tôi biết. Hồi đó nhà tôi ăn chay tháng 10 ngày mà tôi ăn chay tháng 4 ngày ăn không được. Ngày gầm là kể như là tôi thường bị là bỏ cuộc. Ngủ không có được. Mà tôi nói thiệt với cô bác anh chị em mình, tôi lo dữ lắm. Tháng ăn có chỉ có 4 ngày thôi, mà ăn ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10, mùng 1, mùng 2. Tới ngày 13 là tôi sợ rồi đó. Biết sợ sao không? Tới ngày 10 là tới bữa ăn chay nữa đâu. Sợ cái vụ ăn chay lắm cô bác. Sợ dữ lắm, sợ luôn. Tôi nói thiệt luôn, hồi đó ông cha tôi cũng căng lắm. Cho nên gần tới Tết rồi đó là phải ăn chay là 3 ngày. 29 nè, 30 nè, còn ngày mùng 1 mấy con phải ăn chay nha. Ăn chay cái ngày mùng 1 y gan như con ăn một năm vậy đó con. Sau đó tôi ít có phóng sanh đó, vậy mà tôi bị te tua tưa tải tan tạnh thời gian. Ta nói nghe ăn muốn không nổi, tôi đi nó xỉu lên xỉu xuống. Đưa vô nhiêu nó ói ra xà xà hết trơn bao nhiêu. Ông cha tôi cũng sợ cắm đầu dưới mương chết không đó.
Vậy đó mà tôi nói tôi đã phát nguyện rồi, dù cho tôi có chết giờ tôi cũng ăn luôn. Qua thời gian sau mới vừa hết cái vụ đó, nó mập trở lại cái bắt đầu ghẻ ngứa. Mình mãi vì sáng đêm đó nó tôi gãi, nhạc sĩ mà đêm gãi không ngừng, không có lúc nào ngừng. Gần 2 tháng trời ban đêm là tôi quào không có ngừng được chút nào. Tới bây giờ mình mãi tôi mà tận ốc sa cừ đen thui chân là quý vị mình biết. Ghẻ. Lúc đó nó còn ghẻ ngứa không được, con ơi con tu thời gian rồi chết luôn à. Tôi nói cùi vô không, cô không sợ nữa chứ đừng nói ghẻ. Rồi ăn thời gian qua tuốt lướt luôn. Vừa qua rồi bắt đầu là lính nó kêu đi đó là lên đường bảo vệ tổ quốc. Ông cha tôi kêu trốn, tôi nói không trốn đâu chân á, cho người lương thiện khỏi sông pha. Dòng con của Phật là Phật giác, con của ma thì ma bắt. Tôi đi không sợ gì trơn. Tới chừng đi ông ngoại mất hồ sơ trả về 3 chập. 3 chập mới vừa về rồi ông cha ông nói năm tới sợ nó kêu mày đi nghĩa vụ nữa, thôi bây giờ tao tính lập gia đình cho con đi con. Đó là 4 chập tôi trốn gia đình ra đi luôn. Cho nên mãi tới ngày hôm nay, chứ nếu không giờ này không thôi là cái lưng móc thích cái đầu châm bơm. Không chừng giờ này đi chạy xe lôi thùng với xe lôi đạp nữa chứ đừng nói đứng đây nói chuyện cô bác anh chị em mình. Biển khổ mà. Thưa cho quý vị, vậy thì bây giờ đó, cái thứ nhất đó, đời của con người là vô thường biến đổi. Một là cô bác chúng ta gắng cố gắng thành tâm để mình ăn chay, ai ăn chay không được tôi chỉ cách đó đó, dễ ẹt luôn. Ai mà niệm Phật đó mà không vô đó nghe, còn ai mà tới giờ cúng đó nghe, mà nướng lên nướng xuống đó nghe. Cái tuổi trẻ tuổi già ngủ không được cúng hoài, còn tuổi trẻ đó nghe giờ này ham ăn ham ngủ lắm. Nghe đồng hồ gheo 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 rồi nghe làm bộ dặn đồng hồ 3 giờ nghe. Mà đồng hồ mới gheo 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 rồi dối cái tay tắt cái cục. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ muốn tu hành thì phải cần kiên tưởng nhớ Phật chứ nên sái bụi. Con nhớ hồi đó đó, lúc mà mới 17, 18 tuổi con mới tu đó nghe, cúng lại lúc đó là lúc còn ham ăn ham ngủ. Con ngủ ở dưới ghe á, mới có 2 giờ rưỡi à, tới cái mùa cá sạc đó, mấy cái bà đi bán rồi bà cá hô. Trời ơi nó tức một cái không có còn nước non nào nói chứ. Thời nay mình đang ngủ bỏ la cái giật mình chứ. Bà chèo vô rồi thôi đi bà ở trong bà bán đi, hồi bà chở ra nữa mình mới ngủ thiêu thiêu cá hương. Tôi thức tôi ló cái đầu ra tôi nói giờ này mà cá mắm gì mà người ta còn ngủ mà cá hoài. Tới chừng bà qua rồi bà nói chú thông cảm nghe, tại tôi đi bán cá vì cái miếng ăn, vì cái thức mặc, vì trong gia đình, vì cuộc sống mà tôi phải tảo tần như thế này. Tới chừng bà đi qua rồi đó tôi mới nằm tôi suy nghĩ lại, ý là người ta đời đó mà giờ này mới có 2 giờ rưỡi 3 giờ mà người ta đi bán cá là người ta qua bên giữa hồi lúc 1 giờ. Người ta chờ đợi người ta cân cá người ta đi bán. Lo cho sự đời đó để sau này người ta chết đó, người ta đọa dưới địa ngục vậy mà người ta còn phải lo làm ăn tới cỡ đó. Còn mình lo tu đang giải thoát mà giờ này còn nướng, ngỡ nướng cái khét hết trơn, tu mà không chiên đi nướng không à. Tu phải chiên nó mới vàng còn nướng nó khét. Từ đó tới sau rồi đó thưa với cô bác anh chị em mình, tới giờ là ngồi vậy, tới giờ là ngồi vậy. Còn quý vị nào mà tu đó mà cúng lại đó mà có làm biến, tôi chỉ cái cách này nè, từ đây sau không còn làm biến cúng nữa. Tôi biết con số quý vị tu tu chứ làm biến cúng dữ lắm. Tới chừng hỏi sao cái nói thầy nói tu không cần lại cần quỳ đó, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Vậy bây giờ người nào có làm biến cúng đó tôi chỉ cái cách này nè, từ đó sao không dám làm biến nữa. Mình vừa cúng cái thời đầu tiên đó mà có làm biến cúng đó bắt nó trở lại cúng thời nữa, thấy nó còn ngán cúng mày một thời nữa, bây giờ mày còn ngán hả cúng một thời nữa, bắt mày 4 lần liên tục gì đó, từ đó sao nó không dám. Cũng như con mày còn đi chơi hả, tao đánh mày 1 lần, mày đi chơi nữa đánh mày 1 lần nữa, đánh 4 lần, từ đó sao dạ con không dám gì nữa. Từ đó sao không dám làm biến cúng nữa cô bác anh chị em. Lúc nào thấy ngán đó mình làm hoài giùm cho tôi đi. Vừa mới ngán cúng trở lại cúng nữa. Mà không nói ai chi xa. Cô Năm nè bà nói hả giác tối không tao cúng 4 lần liên tục luôn. Tao cho mày làm biến đi, làm biến tao làm 4 lần. Làm chừng nào mày hết làm biến thôi. Vậy thì bây giờ mình nhớ câu ngày nay một xá một quỳ, ngày sau được ngự liên trì muôn thu. Còn bây giờ đó, mình mà mình có làm lành đó ha, mình có làm phước đó mà mình còn tiếc đó ha,
Tôi chỉ cho cô bác anh chị em mình sau này mình hết tiếc. Mình nhớ tới cái câu thầy mà nói đó: trách dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Hết nhục rồi lại đến vinh, nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Hay là thánh hiền nôi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện mấy người ưa kính thờ, để chết rồi bỏ của bơ vơ, chi bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Mình nhìn thấy vô thường ở bên ngoài đó, mình dễ lắm cô bác anh chị em, mình dễ bố thí lắm. Còn mình mà mình còn bảo thủ nữa nghe, khó dữ lắm luôn. Mình còn ích kỷ đó khó lắm. Thầy nói nè, trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị, tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm lưng. Khuyên bổn đạo hãy tầm nẻo chánh. Dị kỷ đến nỗi đó, tôi nói người đời nhiều khi đó, người ta cất cái nhà mà nhà lâu rồi đó, mà cái nhà cũ người ta dỡ ra, mấy người ta không có nhà, người ta xin mấy cái cây mà cũng không cho. Nó không được, để tôi làm sàn nước. Còn mình nhiều khi đó, của cải tài sản đồ đạc đó, mình còn dám mình cho những cái người nghèo. Còn nhiều khi đó, đồ đạc của người ta, ta bỏ sao ba bọc ni lông đó, mà nó dục đến sau hè rồi đó. Vậy đó mà tới chừng lại móc bọc, cái chạy cái của tao à, của tao à. Lúc bình thường mình bỏ đó, mà thấy người ta lấy cái làm cũng cà năm đó. Chưa bỏ. Vậy thì bây giờ mình gán hàng ngày mình lo làm cái việc bố thí, từ từ cái lòng tham mình nó mất. Mình thấy đó cái việc làm lành đó ha, mà mình cảm thấy vui từ nữa mình phát huy thêm. Thưa với quý cô bác anh chị em mình, vậy thì bây giờ ở đây đó, thầy có cái phương pháp để mà điều trị cho mình hết chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa y. Bây giờ đời cái thứ nhất đó là thân vô thường. Bây giờ cái thứ hai là tâm vô thường. Hồi nào giờ cái thân mình thì mình nói vô thường rồi nghe. Rồi bây giờ tới cái tâm mình nó cũng vô thường. Mà vô thường là cái gì? Chứ vô là không, chứ thường là còn đó. Cái tâm mình nó không có còn nguyên vẹn như dày hoài, mà nó nay dời mai đổi. Cho nên thầy nói hạ nguyên lòng dạ. Lòng dạ đổi dời. Bữa nay buồn thì nó tu, ngày mơ vui cái nó nghỉ. Bữa nay giàu thì tu, còn ngày mơ nghèo thì nghỉ. Bữa nay thân thì tu, ngày mơ nghịch thì nghỉ. Không mà nói vậy có không cô bác? Có. Cho nên thầy mới than là thầy nói nè: kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngà theo nơi mộng ảo. Hay là ít ai giữ đặng chí bền, tụ theo nước lớn rộng bèn thả trôi. Vậy bây giờ thầy nói, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày. Có ngày thông thả, mà mình tu cần nhất là có cái chỗ bền đó hả cô bác? Bền và gan. Bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chi trong mong bữa tiệc khai. Thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần giảng kiếp kiến bồng lai. Bởi tôi nói cô bác anh chị em mình yên lòng đi, ở đây tôi đã phát tâm giác ngộ lo tu rồi. Mình nghĩ cuộc đời con người ai cũng phải một lần chết thôi hả cô bác? Phải không? Ai cũng phải một lần chết chứ không lẽ mà mình sống hoài sao hả? Dứt xong ba cõi sáu đàn còn hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng đâu giữ lâu dài, tòa sen chính phẩm là ngồi hoài tự do. Cái tòa sen cực lạ không ai giành mình, mà mình ngồi hoài tự do, không có ai mà giành cái ghế của mình trên cô bác anh chị em. Chắc ăn là như vậy. Vậy thì bây giờ đó, mình tu đó mà thời gian sau nó gặp nghịch cảnh gian lao gì đó, mình gắng bền lòng vượt qua đi cô bác. Nếu bền đồng vị quả cao thăng, còn chẳng chặt dạ là bỏ lăng Phật Thánh. Bởi người nào người ta nói gì tôi không biết. Ai hỏi tới tôi nói muốn tươi sắc ngọc sắc ngà, đừng phiền những lúc người ta vũ mài. Càng nhiều thử thách đắng cay, càng thêm sáng tỏ tương lai tu hành. Mùa màng nếu được đến rồi, hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai. Đừng phiền thân quá thúi khai, càng nhiều nó lại càng sai qua màu. Bản đen càng sậm giường bao, càng làm nét phấn rõ màu nhiều hơn.
Cho nên tôi tu bây giờ không phải tu như con chim nữa, mà tôi tu như con diều vậy đó. Người ta hỏi sao ạ? Tu như con chim nó gặp giông gió nó sợ nó trốn, còn tu như con diều gặp gió chừng nào nó càng lên cao hung chừng nãy. Không, mà con nói vậy phải không mấy cô? Con chim nó gặp gió là bắt đầu nó đậu lại, nó vô, nó kiếm tổ, nó trốn. Còn con diều không có đâu. Gió càng mạnh chừng nào diều càng lên cao hung chừng nãy. Không tu như chim mà tu như diều. Đó, vậy xin thưa cùng với toàn thể quý cô bác anh chị em mình, thầy nói rồi, ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời. Còn kim mài dũa, cái đó người ta dũa người ta mài đó. Kim mài dũa, kim kim ơi bên. Càng dũa chừng nào tôi càng bén hung chừng đấy. Càng bén hung chừng đấy. Không gì sợ trên cô bác anh chị em mình, phải không? Thưa với toàn thể quý vị, vậy thì bây giờ, một, cô bác chúng ta làm sao đừng để cho cái tâm mình mà nó biến đổi vô thường hoài. Đôi khi bữa nay cái mình có tâm đạo, ngày mai cái mình muốn nghỉ. Bữa nay muốn tu, ngày mai muốn nghỉ. Bữa nay vui, ngày mai buồn. Bữa nay muốn làm phước, ngày mai cái muốn làm ác. Nó làm hoài như vậy đó cô bác. Cái tâm mình là nó biến đổi khôn lường, cũng như dượng mà nó chiền cây gì đó. Mới bữa nay tu ngon, ngày mai này cái bắt đầu tu dởm rồi đó. Thấy cái mặt sụ trơn rồi đó. Phải không? Vậy bây giờ có phải cái tâm mình nó vô thường không? Mà đôi khi nó có không phải vô thường do cái đó không? Do biến đổi ở bên ngoài nữa. Mới bữa nay hứa cho người ta, ngày mai này lợi cái bắt đầu thấy lên giá cái lấy tiền à. Mới ngày mai này đó hứa đi làm từ thiện xã hội, bữa nay có công chuyện người ta nhờ đi đâu cái hồi. Mới ngày mai này hứa đi núi gặp công chuyện làm ăn gì đó cái thôi. Mới ngày hôm qua hứa đi xuống bảy thiện, bữa nay gặp công chuyện gì đó cái hồi. Tới gần lên xe rồi đó mà còn hồi nữa đó. Bởi tôi đọc cái câu mà chúng sanh quá mỏng duyên với Phật nên cửa thiền cứ bước gian ra đó. Thiên đường lỗ ấy càng xa, còn đàn địa ngục thì ngày qua thêm gần. Hay mỗi lần mà rủ đi bảy thiện hay là đi tới chùa cái bị bệnh rồi nhức đầu rồi. Mà mỗi lần rủ đi sắm đồ cái đang bệnh giờ cũng ngóc cái đầu vậy, đi hả, đi hả, đi luôn. Bệnh đau hoàng quại trên giường, chẳng lo than thuốc mà lo đường lợi danh. Cho nên hồi kỳ đó có cái cô này, bà ở trên Long Xuyên, bà bị đau tim. Tụi con có một người ở bên Chợ Mới cũng đau tim chuyển qua nữa cô bác. Tới chừng mỗi lần á, mà cái cô này đó bà đau tim, bà thở không nổi thì tụi con khuyên bà niệm Phật. Bà niệm mô Phật, mô Phật. Bà mệt quá bà mô Phật không à. Còn bà bên kia mỗi lần bà đau tim lòng thòng hai cái sợi dây mà nó tiếp ở trong này nè. Bà nói trời ơi, trời ơi. Mà bà kêu trời hoài. Tôi nói sao cô đó không niệm Phật như bà bên đây. Bà nói trời ơi đau quá sao niệm Phật. Tôi nói sao niệm Phật không được mà kêu trời được. Cái bà quay qua bà trả lời. Bà nói đó, mấy cha đó tu thì mấy cha kêu Phật độ, tôi không tu tôi kêu trời cứu. Cái tôi quay qua tôi nói mà cái tiếng niệm Phật nghe nó hiền, còn cái tiếng kêu trời nghe nó hung dữ. Bà nói sao đồng thời tiếng mà nó khác. Tôi nói cũng đồng thời tiếng chim, mà tiếng chim khách kêu nghe nó hiền, mà tiếng chim chị dâu kêu dễ thương, mà tiếng chim cú nghe nó thấp mắc ghét. Bà nói trời ơi sao kỳ vậy. Tôi nói cũng đồng thời cái tiếng, mà cái tiếng sấm nghe nó sợ, mà cái tiếng súng nghe thì nó ghê, mà cái tiếng pháo nghe nó vui. Cũng tiếng nổ mà tiếng nó vui. Cũng đồng thời tiếng đờn mà tiếng đờn nghe nó hay, nghe nó vui. Mà cũng đồng thời tiếng đờn mà tiếng đờn nghe nó buồn. Bà nói đờn sao buồn. Tôi nói nghe tiếng đờn mà to to tê to tê to tê to tê to tê. Trời ơi nghe cái tiếng đờn cái nó đứt từng đoạn ruột. Phải không mấy cô, con nói gì mà phải không? Cũng đồng thời tiếng đờn mà tiếng đờn nghe nó vui. Còn tiếng đờn mà nghe mà nó buồn là cái tiếng đờn đó ma nó không buồn chứ.
tiếng đàn đám cưới thì đám cưới nhà ai vui thật là vui. Nghe tiếng đàn xôm thấy sợ, con này nghe tiếng đàn cái muốn rớt nước mắt. Tới chừng cô nói với bà rồi cái bà nín thinh, bà trả lời không được. Vậy đó, đau quằn quại trên giường vậy đó. Vậy mà tới chừng chiều đó, cái nhỏ nó cầm cái cùi số nó đi bán. Hai cái lỗ mũi bà lòng thòng cái dây thở vậy nè, mà bà chống hai cái tay bà ngồi vậy chứ, bà nói có số 36 không? Ơi vợ, tôi nói gần tới số để không lo, còn lo số 36. Tới số mà không lo, tử thần đây gõ cửa thì mà không lo. Còn hai sợi dây lòng thòng mà bà hỏi chứ có số 36 số đuôi không? Tôi quay qua tôi nói trời ơi, gần chết đây, tới số đây mà không lo mà còn lo trúng số. Bà nói hồi hôm nằm bao gặp số 36. Dòng thọt tiếp hơi đó mà còn nằm bao thấy số 36 nữa cô bác anh chị. Bữa đó rồi tôi ngồi lại rồi tôi mới kể cho cổ một câu chuyện. Nói có cái anh trai này đó cô bác. Có cái anh trai này đó, ảnh thường chơi á, vừa số đề rồi vừa bao lô nữa. Ông bao lô ghét rồi ông bán hết trơn, còn lỡ có con bò với cái la vô hả? Cô bác mình biết cái la vô để làm gì không? Đặng nghe sổ số. Chứ nếu không cũng bán luôn rồi, còn cái đó là đồ nghề đó. Bài bạc là bác thằng bằng mà ruộng vườn bán hết nợ nần kéo lôi mà. Anh em ở xóm ta nói tại sao mà mày ghiền chơi số dữ à? Nó ghiền thì tôi không ghiền, bữa chơi mới hả? Mời điều tôi ghiền cái tiếng kêu của nó đó. Hỏi sao ạ? Nói chiều bữa nào cũng mời năm em ra quay số chứ. Giá chiều thì mời năm em ra quay số, tới chừng sáng này thua rồi mời năm em ra đo đất. Hỏi sao đo đất bán chứ sao? Mời năm em ra đo đất đang bán chứ sao? Bán riết rồi hết trơn luôn, ruộng vườn bán hết mà nợ nần kéo lối. Cho nên bữa đó ông mới bắt đầu ông thành tâm ông cầu nguyện, ông cha ông chết ngắt rồi. Ông mới thành tâm ông cầu nguyện cổ quyền thất tổ, vong hồn của cha gia hộ độ cho con. Bây giờ chuyến này đó ông làm ơn ông cho con số đi của con, mà con đánh kỳ này mà con trúng một cái đó, con nguyện với ông cha từ đây sau là con bỏ không bao giờ chơi số nữa. Ông nguyện giái thành tâm. Sau ba đêm sau ông mới gặp ông cha, ông về ông đứng, ông nói con à, ngày mai này cha cho con số 72 đó, con coi con mua đi con. Tảng sáng thức dậy rồi bàn với bà vợ mừng quá, bán con bò luôn, còn để lại cái la vô, bán nguyên một con bò mà con bò hàng ngày để mà nó nuôi sống gia đình, bán luôn con bò. Tới chừng bán con bò mua hết trơn con số 72, tới chừng chiều lợi sổ số 42. Tới chừng sổ số 42 rồi bắt đầu ổng chặt rồi một cái đó ha. Ông đập cái la vô rồi đó, ông ra trước bàn thờ, ông dục cái lư hương. Ông đập tan tành cái bàn thờ hết trơn, ông chửi ông già. Ông già ơi ông ác, ông chết rồi mà ông ác đức. Ông nói ông đổ cho con, ông hại tôi bây giờ bán con bò luôn đó, ông thấy không? Trời ơi ông ác đức gì mà ông cho tôi con số 72 mà bây giờ sổ con số 42. Ta nói ông chữ tan nát hết trơn. Tới chừng tối ông ngủ mới thấy ông già ông hiện hình về. Ông mới nói, ông về ông đứng ông nói con à, cha thương con lắm. Cha tính cho con số 72. Mới vừa sửa sạn ra sổ số là cha đã đứng lên, đặng cha chờ, đặng cha giật số 72. Mà ngặt đó cái thằng hai ở xóm trên đó, nó cũng giái ba nó nữa, mà nó giái con số 42. Mày thấy ba nó lớn khỏe hơn tao, cho nên nó tao mới vừa nhào vô giật số 72. Ông đạp tao văng ra, ông đá tao hết mấy cái. Ông giật số 42 đưa cho thằng kia chúng. Mày không thương tao, mày thấy máu me mặt mày còn trong lực chết, mày không chửi tao nữa. Thưa cô bác anh chị em, tới chừng rồi tôi kể câu chuyện đó, bà nói bộ nãy giờ mày nói tao đó hả? Tôi nói ủa bộ bà nhà bà chơi số dữ lắm hả? Bà nói ừ chơi số dữ lắm. Tôi nói vậy nói bà chứ nói ai. Vừa nói vậy là tôi bỏ vào lái tôi giọt tôi xuống ra khỏi bệnh viện liền. Rồi là tôi giọt liền, tôi thấy bà hung dữ quá, tôi sợ bà chửi thôi một bà văng cái này ra cái bà chết bất tử không cần tôi thường nhân mạng hết. Thôi tôi giọt. Thưa với cô bác anh chị em mình, vậy thì bây giờ có phải cái tâm của mình là nó vô thường không cô bác? Cái tâm của mình phải nó nay vậy mai khác không cô bác? Bữa nay mình tu cái muốn thành Phật liệt gì đó, mình buồn bữa nay mình tu cái muốn thành Phật liền gì đó, mà ngày mai này đó gặp có chuyện gì vui cái rủ mình không đi. Bữa nay mình ham đi chùa mình năn nỉ người ta đi gì đó, mà ngày mai này mình gặp công chuyện gì ha, mình nó có cái gì biến đổi cái người ta rủ mình trở lại mình không đi. Có không cô bác? Có. Vậy bây giờ cái tâm mình nó cũng bị vô thường nữa. Tâm mình nó ba hồi dày ba hồi khác hoài hả? Nó biến đổi không lường.
tâm duyên ý mã đó cô bác, cho nên cái tâm của mình nó dời đổi hoài. Mới bữa nay mình muốn ăn chay, ngày mai bắt đầu đi lợi đám cưới, thấy người ta rủ cái là muốn dứt rồi. Bữa nay nghe ông Bảy Thiện nói cái nghe muốn tu liền, lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà lấy thấy lu bu muốn nghỉ. Lên nói nghe đạo thì ớn da gà, về nhà thì kể như rồi, phải không cô bác? Phát tâm tu thì như núi ngã, mà tới chừng chiều nó tan rã như nấm gơm hư. Mình gặp nghịch cảnh là mình muốn tu thành Phật liền, nhưng mà qua bữa sau là bắt đầu mình có mang tâm sự vui là nó đổi hướng trở lại. Có phải đó là cái tâm của mình nó vô thường không? Vô thường. Bây giờ con nói tới cái thứ ba, cái này là cái rốt ráo sau cùng đây. Cái thứ ba là cái gì? Cảnh vô thường. Bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình, nói cái cảnh nó vô thường không? Vô thường. Ví dụ như bây giờ cô bác chúng ta thấy á, thời gian trước ngày 11 tây tháng 3 đó, ở bên Nhật đó là một lầu đài tráng lệ. Ở Tokyo cũng là lầu đài tráng lệ, mà ở bên ngay chân chỗ mà Nhật nó động đất đó cũng là một lầu đài tráng lệ. Nhưng khi qua có một trận động đất sóng thần, qua chừng vài tiếng đồng hồ thôi, cô bác anh chị em mình thấy sao? Cảnh sao nè? Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào. Đời là bãi bể nương dâu, mới chút xíu đó lầu đài tráng lệ mà giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn. Tuôn có một giờ, mới giờ trước là một thành phố tráng lệ, mới bữa sau là một bãi tha ma. Quan trận bão thôi, vừa rồi ở New York đó có đăng lên tờ báo đó cô bác. Bữa trước đó là một thành phố New York, qua bữa sau di tản nó qua một trận bão, người ta gọi là một bãi tha ma, thành phố ma. Vắng bóng người luôn cô bác, nhờ di tản nữa nghe, chứ không là nguy hiểm nữa. Có phải khắp Lê Tứ biến di Thương Hải không? Dùng phép màu lập lại Thượng Nguyên không cô bác? Vậy thì bây giờ mới một màu xanh, dòm thấy cánh đồng đang thẳng tắp, đưa vô một trận nước lũ là một cái âm. Cô bác chúng ta thấy hoàn cảnh như thế nào đây? Một biển nước mênh mông, phải thấy bình địa chưa? Vậy thì bây giờ cái đó đời là bãi bể nương dâu, là cái cảnh nó, cảnh nó vô thường. Bác sĩ Bùi Việt Hoàng, ông có nói câu như thế này: 2 năm qua tôi im hơi lặng tiếng, nhưng giờ đây vì thấy thế giới mình đang đứng trước một cái bờ vực thẳm, cho nên động tình chắc ẩn, động chút thương tâm mà tôi mới đánh tiếng chuông kêu gào tất cả mọi người. Nên ăn chay, nên làm lành, nên thể hiện cái tình thương. Bởi vì thật tình thương đem đặt giữa chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt ở nơi gây gỗ kia phút chốc trở nên hòa. Thật tình thương đặt trong chốn người ta ấy quá ra Bồ Tát Phật. Nếu tình thương trong lòng người bị mất thì người cùng xuất vật có khác đâu. Đã là người sống trên quả địa cầu, hãy thể hiện cái tình thương chân thật. Vậy bây giờ quý vị nên ăn chay, niệm Phật, làm lành để thể hiện cái tình thương. Nếu cả một đất nước Việt Nam ăn chay, cả một thế giới ăn chay, là mình sống là thiên đàng tại thế. Nếu mình ăn chay đây là gọi là thiên đàng tại thế. Nhưng bây giờ cô bác mình thấy 100 mới đặng ối thôi có 10 người, làm sao gọi là thiên đàng tại thế nữa cô bác? Lên trên xuồng nó có một người bơi mà 9 người gà nước đó rồi xuồng nó đi không? Đi sao được mà đi, có một người tu mà 5-7 người lu bu không chịu đó rồi sao mà thành công đi? Thôi, nói tới đây tôi sẽ kể cô bác anh chị em mình nghe một câu chuyện thực tế để mình kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay qua cái đề tài đời là giấc mộng. Lẽ ra còn kể câu chuyện giấc mộng Nam Kha cho cô bác anh chị em mình nghe nữa, nhưng mà vì thời gian nó có hạn. Bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì, hay là giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dị tay thấy mình tay không, lợi danh tình ái trần hồng, bèo trôi bọt nước giữa dòng thế nhân. Khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng Nam Kha chốn thế trần, thế trần tạm giả mà gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà. Vậy thì bây giờ giấc Nam Kha khéo bất bình là đúng lắm đó cô bác anh chị em mình, phải không?
Vậy thì bây giờ lẽ ra còn kể một câu chuyện mà giấc mộng Nam Kha cô bác anh chị em mình nghe mà thôi. Thời gian nó có hạn để con kể câu chuyện này thực tế cho cô bác anh chị em mình nghe này. Hổng gài chưa có vô đĩa cái câu chuyện này nghe. Ly kỳ lắm mà, hấp dẫn lắm mà. Hồi ngày mùng 5 vừa rồi đó cô bác, có hai vợ chồng của anh ba ở trên Long Xuyên á, đi xuống tới đây. Sau khi đi xuống rồi lão quách tôi đâu có biết anh chị đâu. Tôi đang ngồi ăn cơm, quý vị á, bữa đó cũng đông lắm, tôi độ khoảng chừng 80 cả trăm người à, khách á, bữa mùng 5 thôi. Ảnh đi xuống tôi đang ngồi ăn cơm mà cái gì ông đứng ngay chân chỗ cái cửa ơn trước mà ông dòm tôi, ông cứ cười hoài. Tôi ăn mà tôi dòm ra gặp ông cười, mà tôi ngồi ăn thì thôi mà tôi dòm ra gặp ông đứng ông cười. Mà ông cứ đứng ông cười hoài, tôi mới suy nghĩ ở trong bụng tôi nói bộ ông này bộ bệnh hay sao. Tôi nói ông này không biết có bị gì không, có bị bệnh hay gì không mà sao mà cái gì mà đứng đây mà nhìn tôi mà cười hoài vậy nè. Tới chừng tôi ăn cơm rồi chị ba mới nói à, chú Bảy ơi, tôi mời chú ra đây đang tôi có chút chuyện cần nói với chú. Tôi mới bước ra. Tới chừng tôi bước ra, cô bác anh chị em mình biết bà con anh em đồ ta buôn lợi cũng nhiều lắm. Hai vợ chồng hút người lắm cô bác, ảnh cũng đẹp mà chỉ thì cũng đẹp nữa. Tôi mới bước ra cái chị nói thế này, chị nói chú Bảy ơi, bữa nay đó hai vợ chồng tôi xuống đây với Năm Hy nè, Năm Hy giới thiệu dẫn đường cho tôi xuống. Mà tôi xuống đây đó tôi mang cho chú nguyên một thùng đồ chay. Không nói giấu gì chú, tôi mới trúng số độc đắc. Anh em người ta dòm thấy là người ta hơi sửng sốt, nhưng mà tôi hiểu ý của chị. Anh em ta nói ủa, tại sao chị mặc đồ bà ba mà để tóc gì mà mua số nữa sao trúng số độc đắc. Tôi nói không, cô bác mình đừng có nghĩ lầm. Chắc có lẽ là một là con chị Phát Tâm, hai là ông chồng là anh ba Quy Y hả chị ba? Chị nói đúng rồi, chú nói là không sai. Chú biết không, 17 năm qua tôi âm thầm đau khổ khóc đứng than ngồi, muốn liều mình tự sát. Chú biết không, tôi hoàn cảnh nó nghịch dữ lắm. Người ta nói câu thế gian nước chảy ngược dòng, vợ tu mà chồng quậy mới mít lòng với nhau. Mười mấy năm qua, 17 năm qua tôi âm thầm đau khổ. Tôi thì ăn chay chuồng, niệm Phật, bán đồ chay. Còn ổng thì ăn mặn, tứ đổ tường, đá gà, quýnh bài, bán thịt heo. Nó nghịch duyên y gan cái cuồng băng, gọi là nghịch duyên cô bác anh chị em mình có coi đó phải không? Y gan là cái băng nghịch duyên, bà vợ ăn chay niệm Phật mà ông chồng mần heo nữa chứ không phải bán thịt heo. Mà cái này anh ba này bán thịt heo. Tôi kể cho chú nghe, một bữa nọ đó, tôi nói với ổng, tôi nói tôi với ông là chồng vợ, nhờ có nhân duyên với nhau, vô quan trái bất thành phu phụ mà bây giờ đó, ông thì bán thịt heo, còn tôi ăn chay không thể nào lấy cái tiền thịt heo của ông mà tôi ăn cho được. Ổng nói tôi cũng vậy luôn, tiền thịt heo tôi đâu dễ gì mà lo tàu hũ cho bà ăn. Mạnh ai mần nấy xài, bây giờ ai bán lời nấy xài. Hai vợ chồng đồng ý, có hai đứa con nó mần có tiền, lâu lâu nó cho ổng bả người vài trăm, còn bao nhiêu mẫn ai mạnh ai mần nó xài. Chị ba bán đồ chay có tiền chị ba xài, anh ba bán thịt heo có tiền anh ba xài. Một bữa nọ không biết trời xui đất khiến, cái duyên nó tới với ảnh hay sao á. Cái đứa này nó đi bán vé số mới có mười mấy tuổi hả, bị bữa nào lợi ổng cũng gứt hết một hai tấm ổng mua ủng hộ cho nó. Mới bữa sáng nó mới cầm cái đĩa đoạn kết cuộc đời. Nó mới đem lại của chú đó chú Bảy, đoạn kết cuộc đời. Nó mới đem lại, nó nói chú ba ơi, chú ba, hồi nào giờ chú ủng hộ cho con trong mỗi buổi sáng, mua vé số cho con. Bữa nay cảm nghĩa cử và cảm ơn chú đã ủng hộ cho con. Con tặng cho ông cái đĩa đoạn kết cuộc đời của ông Bảy Thiện ở Vô Môn. Cô bác mình biết sau khi đứa bán vé số vừa đưa nói với ảnh nói sao không? À, nó mày gửi lộn địa chỉ rồi mày ơi. Chứ phải mày đưa này cho thím ba mày thì đúng, còn tao bán thịt tao ăn mặn mà mày đưa tao có đĩa đạo của ông Bảy Thiện chi? Mày gửi lộn địa chỉ rồi. Vừa mới nói vậy nó nói không, cái này là con gửi cho chú. Chú về chú coi đi, ông Bảy Thiện ông nói có lý dữ lắm luôn. Chú về chú coi chú biết. Chị nói ông nói ép quá cho nên ông cầm cái đĩa ông đi về. Đi về gặp chị đang ngồi ăn cơm chay. Anh mới cầm cái đĩa thảy ra. Nè, cái này mới đúng địa chỉ nè. Cái này đó, cái đứa bán giấy số nó gửi cho bà chứ không phải cho tôi.
Cái đĩa này là đoạn kết cuộc đời của ông Bảy Thiện nào với ông Môn á. Cái đĩa đạo, tôi nào giờ tôi coi đâu coi mấy cái đĩa này đâu, cái này là mới đúng địa chỉ là của bà nè. Cái đưa cho bà cười mỉm mỉm. Ông bỏ, ông ăn cơm đã, ông đi tắm cô bác, chị cũng ăn cơm vừa xong. Ăn cơm rồi bắt đầu ảnh đi ra ngoài vườn, ảnh tứ cây với tứ kiển của ảnh. Bắt đầu chị ba mới lấy cái đĩa đoạn kết cuộc đời đưa vô cái đầu máy nhấn lên. Chị coi, chị coi chỉ theo dõi mới được có nửa cái đĩa à. Chị nói tờn ơi, hồi nào giờ nghe nói ông Bảy Thiện mà chưa biết mặt ổng, chưa coi cái đĩa. Bữa nay ông nói cái đĩa này đã thiệt chứ. Thôi mình coi mình một ổng êm, tắt. Chị nhấn tắt. Tắt rồi bắt đầu đi ra. Ôi ơi ông ơi, ông ơi ông vô đây tôi nói ông nghe nè, vô đây vô lẹ đi, có một chuyện gấp. Ông nói ơi làm gì đó, có một chuyện gì không? Nói ông vô đây nè, vô có một chuyện gấp nè. Nói tôi đang tứ cây với tứ vườn chút xíu hả, nói ông bỏ đó đi. Chị mới kêu thằng thứ hai là con của chị đó đi ra. Mày đi ra thế cha mày đi rồi vô đây, ổng vô đây có một chuyện chút xíu. Ổng mới vừa vô hỏi ơi có gì không ông, tôi đang tứ cây làm gì kêu vô, có một chuyện gấp, có chuyện gì không? Quan trọng lắm không? Nói cũng quan trọng lắm, tôi nói thiệt với ông nghe. Ông có hộp ngọc quý ở trong tay mà ông không chịu ông đưa cho tôi, ông còn nói lộn địa chỉ này lộn địa chỉ nữa. Tôi báo cho ông biết cái đĩa này nó hay vô cùng luôn. Bây giờ ông ngồi lại đây đi mà ông coi đi, tôi cho ông 200 ngàn. Mướn 200 ngàn. Ông nghe nói mướn 200 ngàn, ông nói làm à. Vậy là làm à, ngày mai chưa chắc gì đi bán thịt lời được 200 ngàn. Mà bữa nay mướn coi con cái đĩa mà cho 200 ngàn. Quá đã. Thì bắt đầu là vừa mới nói vậy rồi là bắt đầu là ông thay đồ thay đạt vô, bắt đầu hai vợ chồng ngồi coi. Chị để ý thử coi coi ông chồng sao nha. Ông ngồi hơi mà tôi xuống nhịp cái ông gạt đầu theo. Mà tôi xuống nhịp cái ông gạt đầu theo. Có lý rồi. Học đạo lý như đời chút điệu rồi. Hòa bản rồi thì cứ làm theo rồi. Có lý rồi. Ông ngồi mà ông gạt đầu gì hoài à. Mà ông có vẻ ông để ý gì đó. Tới chừng câu rồi cái đĩa. Chị mới quay qua chị nói á, xin ông cho biết cảm tưởng. Xem xong cái đĩa rồi ông cảm thấy đó là ông như thế nào. Xin ông cho biết cảm tưởng về cái tâm tư nguyện vọng của ông sau khi xem qua cái đĩa. Lúc đó ông chồng ông mới quay qua ông nói, hồi nào giờ tôi chưa từng coi cái đĩa đạo, mà chưa từng coi về nói gì ông Bảy Thiện này. Nhưng mà ông nói đâu đó có lý quá. Nhất là cái ông nói trời quá buổi chinh chinh vừa xế đó. Chờ ít lâu cũng lặn về tay mà tôi với bà bây giờ 51 tuổi, người 54 tuổi rồi. Trời này là trời vừa xế rồi. Còn cái gì nữa? Vậy thì tôi nghe ông nói có lý quá. Bà nói nếu có lý trả lời 200 ngàn. Bây giờ nếu có lý trả lời 200 ngàn. Bây giờ hồi nãy tôi mướn ông mà ông coi thấy có hữu ích cho ông trả tôi lời 200 ngàn chứ. Ông nói ở đâu được à? Ê, người biết đạo phải nhìn ngôn ngữ à. Mới nãy hứa cho 200 ngàn bây giờ đòi lại hả? Nói tôi nói với ông vậy thôi. Ý tôi nói ông vậy thôi là coi có hữu ích gì đó. Tại nào giờ ông chê mấy cái đĩa đạo. Rồi bỏ qua hai chồng tắm rửa đâu đó xong xuôi rồi. Bắt đầu chị mới đứng chị cúng là ảnh nhìn là để ý lắm luôn. Để ý từ cử chỉ từ hành động. Tới chừng mà cúng vừa xong rồi đó. Bắt đầu chị mới nói. Chị mới nói ông à. Hồi nãy đó mình coi đó hồi lúc chưa tắm rửa. Còn mệt mỏi chưa có hay. Bây giờ ông ấy tôi cúng rồi hai vợ chồng mình đó lấy cái đĩa đoạn kết cuộc đời mình con lần nữa ông. Biết ảnh quay qua anh nói sao không? Nói bộ bà muốn tôi tu với bà hay gì bà kêu tôi coi đĩa này hoài á. Bà vợ bà mới nói tôi nói thiệt với ông. Vô quan trái bất thành phu phụ. Người ta nói dẫu rằng ăn bát canh rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Tôi với ông là chồng vợ với nhau sống mà không có thủy chung gì nhau chân. Ở trong hàng thanh niên thanh niết. Tuy nghèo hèn mà biết thủy chung thương yêu nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Tôi với ông là hai vợ chồng mà kẻ mặt lớn, mặt nhỏ, mặt đỏ, mặt xanh, mặt dùng, mặt thẳng, mỏ nhọn, mỏ bằng. Cứ on and on, tâu nen với tâu la không sao được đấy. Ông thì tâu len, bà thì tâu qua na, ông ngó qua, bà ngó lợi, ông ngó tới, bà ngó lui, ông ngó xuôi, bà ngó ngược, rồi làm sao đây? Không thuận vợ, thuận chồng, rồi làm sao tác biển đông cũng cạn, phải không? Thành ra tôi nói thiệt với ông. Cái người tu lòng từ bi người ta có, cho nên tôi biết tôi tu sau này tôi về Tây Phương tịnh độ cực lạc. Còn ông không tu, ông ăn, ông nhậu, ông huynh bài, ông đá gà, ông ăn thịt heo sau này nữa. Thế nào ông chết ông cũng về miền địa ngục, cho nên tôi động tình chắc ẩn mà tôi kêu ông quy y đặng mà ông tu sau này vợ chồng mình đồng bay về cực lạc. Chứ để sau này đó nghe, gió đưa cây cải về trời rồi gao găm ở lỡ mới chịu đời đắng cái. Sau này tôi ăn chay tôi bay về Phật, còn ông bay không nổi bị che gai móc gánh quần cả táo gánh tiêu. Vừa mới nói vậy cái bắt đầu rủ ông vậy cái bắt đầu ông xui. Ông nói thôi coi coi.
Ông coi thêm lần nữa, ông coi là thấy nó thấm lần nữa cô bác anh chị em mình. Đạo hiểu rồi, ngon tợ gỏi nem mà tới mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Nó thấm. Coi lần đầu không thấm hung, coi qua lần thứ hai nó thấm. Nó đồ đậm thêm. Tới chừng rồi đó vợ chồng ngủ. Tối 4 giờ bắt đầu bà thức dậy bà cúng. Cúng xong rồi cái bắt đầu ông gón ghén ông đi ra. Bà mới để ý coi sao, thấy bữa nay sao ông thức sớm vậy. Tới chừng gón ghén đi ra xong rồi bắt đầu ông nói, ông à, hôm qua đó mình coi cái đĩa thấy ồn ào quá à. Coi nó không có căn bản, nó không có hay luôn. Bây giờ 4 giờ sáng này trời thanh cảnh tịnh, không ấy bà lấy cái đĩa đoạn kết cuộc đời cái vợ chồng mình coi lần nữa. Ồ rồi bà mừng một cái chưa từng có. Lần đầu tiên mắc mướn 200 ngàn. Lần thứ hai khỏi mướn, lần thứ ba ổng còn kêu yêu cầu nữa. Là mình thấy cái mùi đạo nó có rồi. Yêu cầu luôn. Bắt đầu vợ chồng ra lấy coi cái đĩa rồi là bắt đầu ổng ngỏ ý liền. Ổng nói bà ấy, bà, tôi bây giờ là tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tuổi của mình là tuổi hạt đã về chiều, tuổi già xế bóng rồi. Chinh chinh vừa xế rồi. Mà từ bấy lâu nay mình không có được thuận vợ thuận chồng. Dư giả lại mình thấy bây giờ đó, bảy thiện nói cuộc đời nó tan thương biến đổi. Tôi nghe nói vậy tôi cũng thấm đòn lắm rồi. Phải tuổi trẻ thì nó lâu thấm, còn mình bây giờ là sự đời mình có trải qua mình biết hết rồi, tôi thấm lắm rồi đó ông. Thôi bây giờ đó ông coi bữa nào ông thu xếp rồi ông đưa tôi xuống dưới gặp bảy thiện tôi làm lễ quy y. Tàu rồi chỉ mừng một cái như trúng số. Chị nói thôi bữa nào không còn còn đợi bữa nào trơn, chút nữa đi nè. Một chút nữa đi nè, là ngay trang ngày mùng 4 nè, tốt ngày nè, đi nè. Ông quay qua ông nói không được ông ơi. Trời ơi bữa nay tôi còn hứa với người ta đây cái chủ mối mà nó mặn thịt nó đem ra đưa nhóc hết trơn mà. Họ ra không có mình mà lấy mối đặng mình bán đó là nó chửi thấy bà luôn à, không được. Mới quay qua nói ủa bà, sao bà gấp dữ vậy? Biết chị trả lời sao không? Tôi sợ ngày mới ông đổi ý bất tử. Gặp bữa nay ông nghe nói quy tôi mừng muốn chết, việc gì làm được ngày nay đừng chờ đến mốt đến mai không có rồi. Đi bây giờ. Lúc đó nó thôi bây giờ tôi hứa với bà là chắc ăn, để bữa nay đó tôi ra tôi lấy thịt tôi bán rồi là tôi hồi ngày mới. Tặng tôi đi với bà là ngày mùng 5. Chị nói ông không sợ ngày mùng 5 sao? Nó không có sợ mình tu, không sợ mùng 5, mùng 6 gì đó. Mùng 5 cũng đi luôn. Bắt đầu là đi, tới chừng đi xuống đây đó, vô chỉ kêu làm lễ quy y liền. Tôi vô tôi làm lễ quy y cho ảnh xong ảnh mới kéo tôi ra. Ảnh nói bảy thiện ơi bảy thiện. Tôi nói thiệt với đệ, tôi hồi đó là tứ đổ tường đủ hết, quýnh bài đá gà vợ bé vợ mọn bia ôm rồi ăn thịt nhậu nhẹt, không có cái gì mà tôi không nhiễm sự đời. Mà hồi nào giờ chưa bao giờ tôi nghe một cái đĩa đạo nào mà ngày nay làm như có duyên như là đệ bảy. Cho nên tôi phải xuống tìm xuống tới dưới này đang mà nhờ đệ làm lễ quy y tam bảo cho tôi quy y tam bảo. Sau khi làm lễ quy y xong rồi anh mới hỏi chứ bảy thiện ơi hồi nào giờ cái nhân quả trong cuộc đời này, chồng chanh thì trổ hoa chanh, chồng chanh hưởng quả cam sành được đâu. Tôi hồi đó huynh bài nè, đá gà nè, rồi tứ đổ tường ăn thịt heo, thịt chó, thịt gà gì đủ thứ chứ. Tức là cái gốc của tôi là cái gốc ác. Bây giờ đó phát tâm giác ngộ lo tu mà nghe để nói cuộc đời nó cận kề quá. Bây giờ nhổ ba cái gốc đó rồi mình trồng lại cái gốc kia làm sao mà kịp. Tôi nói anh khỏi nhổ, bây giờ nó chưa có trái đó anh cắt rồi anh ghép chứ khỏi nhổ mất công. Thôi ông nói ghép được sao? Tôi nói được. Thời bây giờ là người ta tiến bộ cắt ghép sầu riêng, người ta cũng cắt ghép nhánh không đó, vú sữa cũng cắt ghép nhánh. Ông nói vậy cắt ghép sao? Tôi nói bây giờ hồi đó ông chồng mà ông chồng bình bát, bây giờ ông ghép nhánh mãng cầu sau này hưởng mãng cầu. Ông chồng bầu sau này ghép dưa hấu, ông hưởng dưa hấu. Cái thứ ba nữa đó, bây giờ đó lỡ có chồng xài hôi, bây giờ ghép xài cát hòa lộc, sau này hưởng xài cát hòa lộc. Anh nói ghép gì nó mất giá trị không? Tôi nói không có mất. Cái dở mà mình ghép cái ngon nó không mất. Sợ cái ngon mà mình ghép vô nhánh cái dở nó mất à. Hỏi sao kỳ vậy? Tôi nói cũng như anh đang chạy chiếc xe mà chiếc xe Honda mà chiếc xe của Trung Quốc á, mà lỡ nó có hư anh ghép vô đồ của Nhật là nó có giá trị. Phải không? Mà nếu anh đang chạy chiếc xe của Nhật mà anh ghép vô đồ Trung Quốc á, là nó hạ giá trị của anh. Đời mà anh ghép đạo là hay chứ. Chứ không phải đạo mà anh ghép đời đó coi chừng sau này hưởng đời. Mà bây giờ đời mà anh ghép đạo sau này mình hưởng đạo. Ông hỏi sao? Tôi nói hồi đó ông cái gốc của ông là cái gốc đá gà nè, gốc quýnh bài nè, gốc thịt heo nè, gốc nhậu nè. Bây giờ ông cắt đi rồi ông ghép cái nhánh tàu hũ với chao tương nấm rơm giùm cho tôi. Sau này đặng mà ông hưởng cái cảnh trời thanh lịch cực lạc giống lành đó,
Hôm sớm lo gieo thì là qua phước được treo đầy nhà. Nhớ câu nhất cứu Di Đà, tâm vô biệt niệm ắt là quy tây. Hồi đó đó cái gốc của ông là cái gốc chữ thề, phải không? Gốc chữ thề. Bây giờ đó ông ghép vô cái nhánh niệm Phật giùm cho tôi. Hồi đó ông tham lam, bây giờ ông ghép vô cái nhánh bố thí. Hồi đó ông ăn mặn, ông ghép vô cái nhánh ăn chay. Hồi đó ông nói dai, ông ghép vô cái nhánh nhẫn dục, phải không? Hồi đó gốc thì ham thị dục, bây giờ ông ghép vô cái nhánh an phận nghèo. Vậy thì bây giờ ông cứ ghép cái tốt nó trên, cái tốt nó trên, không sau này mình hưởng quả cái tốt, không hưởng quả xấu đâu. Trồng cây lành dị quả thơm tho, ti không thấy mà sao chẳng mất. Anh nói vậy là bây giờ ghép cái đó ngon hả chú Bảy vị về? Tôi nói thiệt với chú, lẽ ra bữa mùng 7, mùng 8 tôi mới đi xuống chú, đằng ngay cái ngày khóa niệm Phật. Mà tại vì tôi nói thiệt với chú, hai vợ chồng tôi đã hợp đồng nhau rồi. Tôi nói với vợ tôi nói bây giờ mình phát tâm mà mình quy y, nhờ chú Bảy làm lễ quy y rồi về bán thịt heo. Ông nghe được ông cười chết. Cho nên hai vợ chồng mình tính, hồi đó mình tu đó, mình dừng nghiệp, bây giờ mình chuyển nghiệp. Tôi hỏi chuyển nghiệp là sao? Nó hai vợ chồng mình tính là mình ra một cái tiệm cơm chay, người ta bán đó 15 ngàn dĩa, mình bán 8 ngàn, tạo phương tiện cho người ta ăn chay. Hồi đó đó là mình bán đó, gọi là ác, ăn ngon ác. Bây giờ mình bán ăn ngon lành. Vợ chồng mình đó phát tâm tu hành, bây giờ mình bán không cần lời, có cơm mình ăn hàng ngày, đặng mình lo mình giải thoát cũng được nữa không? Cho nên bữa mùng 9 này là tôi khai trương, tôi phải đi xuống đây bữa mùng 5, đặng mà mùng 7, mùng 8 tôi còn lo chuẩn bị đặng khai trương. Mong chú cũng quan hỷ thông cảm. Khi nào có đi ngang Long Xuyên, chú ghé đây ăn cơm chay với vợ chồng tôi. Tôi nói quan hô, để không thôi ta nói có ông chồng sai như trong trai ngoài bỏ, ngó vô nhà như hội tầm dương, có ông chồng kiền như ông tiên nho nhỏ, ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh, lúc thì chưa rủ em anh, đến chừng nhậu xỉn mắt xanh môi bàm. Mà bây giờ có phát tâm được ông chồng mà ổng ăn chay niệm Phật làm lành thì thôi quá tốt. Làm chay lấy được vợ hiền cũng như cầm tiền mua được của ngon, làm gái lấy được chồng khôn rạng danh tông tổ, tiếng đồn nước Tây. Thầy nói tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, con đắc đạo cứu an cha mẹ thành diều trẻ qua chuông, chồng thành vợ cũng nên luôn, mà vợ thành chồng cũng qua chuông khổ sầu. Hồi đó vợ chồng mình đó là đánh lộn đánh lạo mà mặt lớn mặt nhỏ hoài. Bây giờ mình phát tâm giác ngộ, mình lo mình tu luôn cái một cho rồi ông. Rồi hai vợ chồng phát tâm tu tới bây giờ luôn cô bác anh chị em. Mùng 9 rồi đó là cái ngày khai trương là cái tiệm cơm chay đó cô bác. Mình thấy nhờ đó nhiệm màu của Phật Pháp, 17 năm ăn chay, khóc nước mắt hết luôn, nhờ sự nguyện cầu, do cái lòng bền chí mà ngày nay đã kéo được ông chồng trở về với cửa đạo. Cô bác mình thấy đặc biệt không? Cho nếu ông chồng ông gượt, ông chửi, ông không cho ăn chay mà qua ăn mặn với ông là hai người đi xuống đường địa ngục sạch trơn. Mà bây giờ bà vợ do bền lòng chặt dạ mà kéo ông chồng trở lên thiên đàng ngon lành một cái một cô bác. Rõ ràng là ngon lành chưa? Chẳng những cháu con thảo hiền mà gây tạo nhân duyên trong tình làng nghĩa xóm nữa. Vậy bây giờ qua cái đề tài gặp gỡ hôm nay, đời là giấc mộng, cô bác chúng ta hãy nên tỉnh giấc mộng Nam Kha. Mình đừng có ngủ hoài cô bác. Thầy nó thấy Dương Trần ngủ mãi rồi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang, khỏi mang tiên rớt. Vậy bây giờ cô bác chúng ta đã ngủ hồi đời thượng quân rồi, đã ngủ hồi trung quân rồi, còn hạ quân này đó, mình gắng cố gắng mình thức dậy. Nay cửa Phật đã toan mở cả, tiếng chuông lành dục giả hàng ngày, dầu người có lắm mê sai cũng nên tìm đến đang học bài quy y. Thời mạt pháp Phật trời đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm chưa cũng là được Phật đón đưa rước về. Rước cô bác anh chị em mình về Tây Phương tịnh độ cực lạc để nhàn vui. Thưa quý cô bác, trong buổi gặp gỡ chuyện trò tâm sự hôm nay nếu có điều chi sơ sức, mong quý vị cũng lượng tình tha thứ. Chúc cô bác anh chị em mình hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật, thân tâm thường an lạc, đạo quả chóng viên thành và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.